Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bây giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta, và ta ở trong kẻ ấy. Cũng như cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ cha, thì kẻ ăn ta chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà anh chị em, niềm tin và bí tích thánh thể cũng như toàn bộ niềm tin của chúng ta phải xây dựng và chỉ có thể xây dựng trên lời Chúa. Khi nói về bánh hằng sống suốt 4 tuần nay, Chúa Giêsu nói xen kẽ lẫn hai sự kiện: lời Chúa và bí tích thánh thể. Chúa nói cả hai chuyện một lúc như vậy, cốt cho ta hiểu rằng cả hai chỉ là một. Tiếp nhận Chúa là đón nghe và làm theo lời Chúa. Sống lời Chúa cũng chính là việc ăn mình và uống máu Chúa trong bí tích thánh thể, là cụ thể hóa lời Chúa bằng bí tích mình máu Chúa, là hòa nhập sự sống ta với sự sống Chúa. Cũng như thánh lễ không phải là hai phần tách biệt mà chỉ là một. Đó là mầu nhiệm Chúa Kitô dạy dỗ ta bằng lời Chúa, và lời Chúa đi vào cuộc sống ta bằng chính máu thịt Chúa. Chúa trở nên huyết nhục chúng ta để biến đổi sự sống ta thành sự sống Chúa. Rồi từ đó, lời Chúa sẽ thành lời nói và hành động của ta. Ta là hiện thân Chúa Giêsu giữa trần gian. Chúa Giêsu cho chúng ta hiểu biết ba tác dụng của bí tích thánh thể. Trước hết là sự sống lại và cuộc sống vĩnh viễn. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì được sống muôn đời, còn ta sẽ cho người ấy sống lại ngày tận thế. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nối cái tiệc thánh thể với tiệc nước trời. Thầy sẽ không uống rượu nho này nữa cho tới lúc thầy lại uống với các con trong nước của cha thầy. Thứ đến là tình liên đới giữa Đức Kitô và các tín hữu. Ai ăn thịt và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong người đó. Ở trong Chúa là hưởng hạnh phúc với Chúa. Hạnh phúc lớn nhất của chúng ta là ở bên người mình yêu và được người đó yêu mình. Từ Cựu Ước đã có những lời diễn tả thực tại này: các ngươi sẽ là dân ta và ta là Thiên Chúa của các ngươi, trong sách Xuân Thành. Hay người yêu của tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người ấy, trong sách Diễn Ca. Sau cùng là sự tận hiến cho Chúa Cha. Như Chúa Cha hằng sống đã sai Thầy và Thầy sống nhờ Cha, cũng vậy, ai ăn Thầy sẽ được sống nhờ Thầy. Chúa Giêsu đã sống kết hiệp với Cha, Chúa cũng đòi ta hiệp nhất với Ngài như thế. Chúng ta hãy xin với Chúa lại: Chúa, nhờ lời Chúa và Thánh Thể, chúng con hy vọng chắc chắn sẽ được sống lại và được sống muôn đời với Chúa. Xin giúp chúng con biểu lộ lòng tin này trong việc đón nhận lời Chúa và Thánh Thể, trong cuộc sống hiệp nhất với nhau và trong tình liên
đới với mọi người. Dear my beloved children and friends, in 2001, Cardinal Ratzinger, before became Pope Benedict, published a small book entitled God is Near Us. One of the chapters in that book is headed The Presence of the Lord in the Sacrament. He begins this chapter with the very text of the Gospel of today's Mass. He who eats my flesh and drinks my blood lives in me and I live in him. Yes, indeed, God is near us. In Jesus, God himself has taken flesh and come to dwell among us, sharing our human condition and giving totally in love to us and for us to the Father, and then remain with us, daily feeding us with his flesh and blood in the form of bread and wine. He places himself, as Cardinal Ratzinger said, in our hands and in our hearts. Jesus came to us in a body because we live in a body. We are not angels, but humans, and so we have a bodily existence. What Jesus did in the synagogue of Capernaum was to assume us that he would give us bodily food, real food, which we were going to have to eat like all real food. This food would give life to us, body and soul. It would give us eternal life, body and soul. If the bread and wine of the Eucharist remain just bread and wine, they are not the body and blood of our Redeemer, and so they cannot give life. St. Augustine struggled with these questions during his conversion, and one day was granted a vision in which a voice said to him, "I am the bread of the strong, eat me. But you will not transform me and make me part of you. Rather, I will transform you and make you part of me." May today's Eucharist celebration, in which we receive the body and blood of Christ, transform us and make us part of God, part of Jesus Christ. Amen.